Mày cho bố về không? Thì con bảo có từ sáng đến giờ mấy lần rồi. Thôi thế thì mày chỉ bảo có thế thì cho bố về chứ sao mà cáu gắt thế? Thế thì ông hỏi đi, hỏi lại mấy lần rồi. Thì tao đánh đi, tao tưởng tao chưa chưa hỏi. Thế ông hỏi thì 10 lần thì tí nữa ông lại hỏi. Không, tao không hỏi nữa. Thì tí nữa ông lại hỏi thì sao? Gì mới nguyên tắc thế? Bố con mà có gì mà nguyên tắc thế? Bố con, nhưng mà ông hỏi tới 10 lần đi. Kể cả 30 lần. À. Bố hỏi là con vẫn phải trả lời. Kể cả 30 lần. Kể cả 30 lần. Thế thì con về thời gian đâu, con làm việc khác. Mày làm việc khác không cả mày. À. Có cái gì đâu mà khó. Tao nuôi mày còn đến 30 tuổi còn khó hơn nhiều. Gì? Làm gì có trả lời bố một câu có gì mà khó. Nhưng mà con trả lời rồi, tí ông lại hỏi. Thế tao quên thì tao lại hỏi. Thế cứ hỏi như thế suốt ngày. Kể cả hỏi đến tối. À. Sáng từ sáng đến tối. À. Anh vẫn phải trả lời. Anh không trả lời thì nó là chuyện khác. Con không trả lời thì chuyện gì? Cái gì khác anh hiểu. Ừ.